Cả nhà nhìn ốc nè. Thằng cành ốc cho cả nhà coi nè. Bắt cái mày trước nè. Tối nó bò lên mọi người ơi. Mày có mắt chưa? Ốc mày nó bên chồng bên con ốc gì. Mày có mắt chưa? Nhà mày có ốc còn à. Thôi đừng ốc bắt, quay cho các bạn coi thôi đừng bắt. Thôi. Cho mày còn ghét ơi, còn mở cho nó. Thôi im đi cho mày quay cho các bạn coi coi. Trong này nè các bạn, ồ nó bò lên các bạn. Tối lên nó ăn quá trời lên, quay cho các bạn coi nha. Mình thả vô leo vô cho nó ăn nữa nha. Đừng để im nữa. Nó đang ăn. Đừng có ăn. Đừng để im cho nó bò đi, mà thả vô. Hai con này đang khung nhau cái gì. Các bạn không nhau nè. Ừ. Không nhau quá. À, hỏi chế con đồng nhau à. Ừ. A đù. Nó hùng mẹ. Ở đây con nhỏ nó bò con này nè, con nhỏ nó bò anh chị nữa nè. Nó bò anh chị. Con này nó bò lên nè, ừ. Ừ. Tao bộ tớ nó bò ra nha các bạn. Ừ. Dạ. Yeah. Trời ơi, nó bò tùm lum ở ngoài quá trời luôn các bạn ơi, các bạn. Mấy cái con ốc này nó đẹp da lắm hả? Ừ. Ta làm đẹp da. Đây nó có đẹp da không?